Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tập nữa thuộc series Pokemon TCG. Một series mà mình đã bắt đầu khoảng 3 năm về trước, tuy nhiên cái độ hot của nó vẫn không hề giảm. Trước sân nhà của Toy Station luôn luôn nhận được một số lượng dép để đó hóng sẵn. Phải gọi là từ dép Lào tới dép Thái rồi mấy ông đi chân đất cũng đặt dép luôn. Không những vậy mà ở trên thế giới thì cái trào lưu về thẻ Pokemon TCG này trong những năm vừa qua thì nó đã có một cái sự comeback rất là mạnh mẽ. Ok, để mình khôi hộp cái đã rồi nói tiếp. Bam. Wow, một cảm giác rất là mới mẻ. 3, 2, 1. Voila. Ôi rồi ôi, 36 pack mới cáo cảnh nhé. À, có một cái bí mật mình cần phải nói cho các bạn một chút xíu. Đó là tuy rằng đây là cái box 36 pack của Lost Origin, phiên bản tiếng Anh đầu tiên mà mình mở trên kênh Toy Station. Thực ra thì nó sẽ là cái box thứ 3 mà mình sẽ mở nha. Bởi vì hai cái box 36 pack trước á, mình đã mở trên kênh Hành Trình Pokemon. Mình livestream mở với các bạn luôn. Thì ra mình biết rất nhiều bạn không biết mình là mình có cái kênh livestream đó. Cho nên là cần phải giải thích nhẹ cho các bạn biết trước. Bởi vì đây, sau hai box tuy là chưa có phá đảo cái series này nhưng mà chúng ta đã gặt hái được một số những cái thành công nhất định. Có một lá Go Lost Vacuum ha, Hogwarts rất là ngẫu nhiên luôn, cái máy hút bụi cầm tay. Rồi một số những cái lá trainer khá là hot, Corless Experiment, Volo, Misfortune Sister, Rainbow Rare, nhân vật chính của chúng ta ở dạng V-Star, Giratina. Alright, Boss Order nè, một số những cái lá trainer cũng rất là hot. Và đây, trong nguyên một cái series này nha các bạn, thì sẽ có 3 lá Radiant Rare. Đó là cái artwork của những em Pokemon Shiny, cái phiên bản màu khác của bản thân nó đó. Đây, và mình đã chính thức mở ra được cả 3 em đó nha. Thậm chí là còn dư luôn một em Sneasler này. Okay, Aerodactyl V, Full Art. Và, oh my gosh, tận cả hai em Mew Black Gold. Không thể tin được, ra Pikachu Black Gold đỡ khổ hơn không? Ngoài ra thì tất nhiên còn rất nhiều những cái lá V và Trainer Art Gallery vân vân này nọ mình đã mở ra được rồi ha. Có một cái chút vui khi mà mình đã làm cái video về giải cái Puzzle Pyramid lần trước. Có một số bạn nói là ok, mình fail cái challenge mà 60 phút rồi đó, thì thôi mở 3 pack đi. Đây, hôm nay trả hàng chơi đẹp với các bạn nè, mở 36 pack luôn. Ok, mở hàng với pack đầu tiên rồi, tỉnh gì tỉnh nha các bạn. Chúng ta có artwork của một em Legendary mới ở Gen 8. Enomanorus. À không, vẫn sai. Enamorus. Yeah, cái gì mà líu lưỡi luôn á. Enamorus, hình như là cũng từ bộ ba ông thần đèn Landorus rồi Tornadus rồi một ông gì SS nữa đó. Thì cái thím Enamorus này á là một Pokemon love hate. Hate thì luôn các bạn, tới cái tính tình yêu ghét mà cũng có thể trở thành Pokemon được luôn nha. Alright, let's go nào. Pack đầu tiên nha. Hy vọng first pack magic. Được không? First pack magic không? Let's go, 1, 3, 2, 4. And làm nhẹ cái psychic đi. Boom, lỡ luôn. Beautiful. Damn it, Punch, Dattler, Seedra, Phantom, Sudowoodo, Electrike, Love Disc, Gligar, Seerviper, and Yellow. Ok, Stonejourner. Khởi đầu không magic mà cũng không đến nỗi. Ý mình là tới thời điểm bây giờ các bạn, cái việc mà không ra hit á, nó vẫn còn đỡ hơn một cái việc, các bạn biết là gì không? Đó là hit bị trùng. hoặc là kiểu Rainbow Rare nhưng mà trainer, hiểu không? Không đúng cái câu mình muốn ấy. Nghĩ kỹ lại thì cái điều đó nó còn tệ hơn là không ra hit nha. Let's go. Fire nè. Ok. Sao nó cứ như thế nhờ? Sao nó cứ trái ngang như thế nhờ? Ok. Phantom, Sudowoodo. Ok, đây là những cái artwork mà chúng ta thấy rồi. Gligar, Hisuian Basculin. Yup. Cramorant. Rồi, trời, vậy là biết rồi các bạn ơi. Cái nồi này á, nó là một cái nồi nước lèo mà ở trên nước nó rất là trong, mùi vị nó không có đậm đà đó. Ở dưới nồi nó bắt đầu có đậm nha. Được không? Rồi, pack thứ 3 nha. À, chút nữa mình sẽ dồn lại mình giveaway từng 3 tới 5 code một lần nha các bạn ơi. Ok, 4 nè. Cho một cái grass đi, please. Ok, metal luôn. Cascoon, Lampent, Ivypalm, Rockruff, Seal, Sharpet, Machop, Pikachu, Gastly, yup. Oh wow, Spirit Tomb. Ok, ok. Nước trong vắt luôn các bạn ạ. Trong vắt luôn ấy. Giveaway code nè, bất ngờ chưa? Alright. Cái này là dành cho bạn nào có chơi Pokemon TCG Online nha. Bạn nào không biết chơi thì thôi không sao. À, với lại dạo này á, ở trên những cái video của Thor về chủ đề Pokemon TCG thì mình cũng nhận được một số những cái câu hỏi của các bạn về cái việc mà mình hay check giá những cái lá đó, thì kiểu rốt cuộc nó là như thế nào, check giá ở đâu và bán ở đâu kiểu vậy. Thì đầu tiên mình sẽ nhắc lại về cái hai cái trang web mà mình hay check giá của những cái thẻ Pokemon TCG này á. Đầu tiên thì chắc chắn là nó phải là thẻ real nha các bạn. Thẻ fake thì nó không đồng, khỏi phải check làm gì cho mất công. Ở với lại mình cũng đã làm một cái short về cái chủ đề này, các bạn chưa xem có thể xem ha. Tóm gọn lại là có hai trang web chính, đó là trang tcgplayer.com và trang trollandtoad.com. Đó là hai cái sàn giao dịch về thẻ Pokemon. Ok, Obidor. Hai cái sàn giao dịch về thẻ Pokemon, họ chuyên mua bán những cái sản phẩm
thẻ lẻ hoặc là những cái phát nguyên rất là lớn và rất là nổi tiếng ở bên nước ngoài, thì cái cộng đồng trao đổi thẻ này nó rất là sôi nổi, nó tạo thành hẳn cả một cái chợ, một cái market luôn nha các bạn. Thì cái giá trung bình của mỗi một cái thẻ, thẻ hiếm, thẻ thường gì đó, là mình lên đó check thì nó sẽ là gần như là chính xác của giá thị trường cho nổi. Tuy nhiên check giá là một chuyện, các bạn kiếm được cái người mà có thể bán được thì lại là một chuyện khác. Và đặc biệt là ở Việt Nam của chúng ta nữa, cái cộng đồng nó không có lớn lắm, cái việc mua bán trao đổi những cái thẻ lẻ thì nó cũng sẽ không có sôi nổi bằng ở nước ngoài. Các bạn phải kiểu tự tham gia những cái hội nhóm và tự check với nhau ha. Cái đó thì do là mình không có đảm bảo được cho nên là mình cũng không có recommend các bạn cái gì hết. Còn riêng với bản thân mình á, thì cái trào lưu Pokemon TCG này nó chỉ đơn thuần là bởi vì mình thích và mình cũng không có ý định là sẽ bán lại một cái gì, hoặc chỉ ít là chưa có ý định thôi, nhưng mà không biết trong tương lai thì sao thôi. Cái mục đích chính duy nhất của mình về gọi là làm những cái tập Pokemon TCG như thế này, đầu tiên là để thỏa cái đam mê của mình, bởi vì giống như 3 năm trước là lần đầu tiên mà mình phát hiện ra ở bên nước ngoài họ có cái trào lưu này á, mình coi người ta mở thẻ kiểu cũng rất là cuốn luôn, cho nên là ok mình nói là mình phải làm cái content này và được các bạn ủng hộ, cho nên là kiểu ngày càng mình càng lớn tới kiểu vậy. Give energy about more snow, love this like girl, xem nào phát này như thế nào. Macrow. Ui, yo. Alright, cái này là một hit nha các bạn ơi. Radiant Gardevoir. Ok. Cái lá này nó sẽ có hiệu ứng holographic nguyên một cái thẻ luôn. Mặc dù là cái format nó giống như là một cái thẻ thường, kiểu cái khung hình rồi những cái thông tin ở đây ha. Đặc biệt hơn nữa, như mình đã nói thì cái em Pokemon ở bên trong của cái thẻ này nó sẽ là cái phiên bản shiny, cái phiên bản màu đặc biệt khác hơn so với cái phiên bản bình thường của nó. Em này thì bình thường nó sẽ có một cái màu xanh dạng như là xanh lá cây á. Còn cái này là xanh nước biển. Ê, xanh da trời chứ. Rồi cái hiệu ứng giống như là đèn disco này nọ ha các bạn ha, rất là đã. Chúng ta có double hit đằng sau hay không? 3, 2, go. Không rồi. Ok. Thì em này mình sẽ cho vào sleeve. Đấy, và ví dụ như là những cái lá này nó cũng có một cái giá trị trao đổi trên thị trường trao đổi nhất định nha. Với lại có một cái nữa mà mình quên mất là mình phải nói với các bạn. Đó là cái gì ta? Nó là một cái vấn đề hồi, tức là hồi trước, cách đây khoảng 1-2 năm á, khi mà mình làm về những cái tập Pokemon TCG này á, thì mình hay sử dụng một cái trang để mà mình check giá, đó là cái trang marvin.io. Ok. Thì hồi đó là mình chưa biết, mình hay xài cái trang đó. Nó cũng thuộc dạng là nó sẽ collect hết tất cả những cái giao dịch mà đã được hoàn thành ở những cái trang mua bán, ví dụ như là eBay, Amazon này nọ. Thì Marvin sẽ kéo tất cả những kết quả đó về và đưa cho chúng ta một cái giá trung bình của một cái thẻ nào đó. Tuy nhiên, dần dần là mình nhận ra cái trang Marvin đó, họ liệt kê những cái kết quả. Ooh, no way, double kéo. Charizard lá này cũng hot rồi các bạn ơi. Ok, mình chưa có check giá rõ, nhưng mà cái lá này, thứ nhất là mình rất là thích Charizard and Leon trainer của mình. Ok, mà nó có một cái quy luật, gọi là quy luật ngón tay trái trong sưu tập thẻ Pokemon. Các bạn cứ thấy Charizard là nó hot, đơn giản vậy thôi. Let's go. Beautiful. Trời ơi, ở đâu ra vậy? Đang nói luôn á. Wow. Yellow. No way. Double hit rồi các bạn ơi. Chúng ta có một nhân vật trainer I scan. Let's go. Jeez. Đọc theo cái hiệu ứng thì cũng thấy cũng ok đó. Không giỡn đâu. Kéo hai thẻ nếu như mà cái con active Pokemon của chúng ta là Hisuian. Alright. Cho các bạn phân biệt lại một chút xíu ha. Cái tấm này nè, các bạn thấy là nó lấp lánh nhưng mà nó không hề có vân ha. Và cái artwork của nó là nó có cái kiểu là em Pokemon nó sẽ đi chung với lại người trainer của mình. Thì nó thuộc vào một cái nó gọi là Trainer Gallery, một format mới có từ Sword and Shield. Mình không nhớ chính xác là từ cái subset nào, nhưng mà nó sẽ mang tính chất sưu tập nhiều hơn, bởi vì những cái lá này, những cái chức năng của nó sẽ không khác gì cái phiên bản bình thường của nó hết, chỉ là cái của nó đẹp thôi. Còn đây là một cái thẻ mà chúng ta gọi là trainer full art. Ok nha, những cái lá full art thì mọi người sẽ thấy là nó có một cái độ vân đây đây, wow cái góc này là mọi người nhìn thấy rõ nè. Đấy, nó có vân ha, mình rê cái ngón tay mình lên cái bề mặt á, mình sẽ cảm nhận được cái độ nhám, bởi vì nó có những cái vân nó nổi lên giống như là vân tay của mình vậy đó. Ok, và cái cách mà cái hiệu ứng holographic của nó cũng rất là đặc biệt luôn, nó nhiều layer nha mọi người. Đấy, rất là đẹp. Thì những lá trainer full art này nó cũng sẽ có tùy theo lá nữa, chức năng rồi cái độ đẹp hay là cái độ waifu của nó như thế nào. Những cái lá này thì mình thường sẽ để thêm một cái top loader nữa, ok, để giữ cho thẻ nó được bảo vệ tốt nhất có thể. À không, mình nghĩ là mình sẽ để luôn cái lá Charizard này vào luôn những cái lá trainer gallery này, coi như vậy, chứ thực ra là cũng không phải là cứ mở ra được đâu nha mọi người ơi. Đấy. Nước bắt đầu mặn mà hơn chút xíu rồi các bạn. Các bạn thấy vị mặn trên bờ đôi môi chưa? có thể là mình sẽ chỉnh cái góc camera lại chút xíu. À, hồi nãy nói tới đâu rồi nhỉ? Cái vụ Marvin.
ý là cái vấn đề á với cái Marvin.io á, đó là họ hay bị lẫn những cái giao dịch khác vô. Ví dụ như là các bạn search về con Charizard VMAX đi ha, thì tự nhiên cái lâu lâu nó có một số những kết quả nó hay xen lẫn những cái con Charizard bình thường. Đấy, rồi nhiều ông kiểu bán 2-3 lá cùng một lúc, người ta gom vô một cái order. Kiểu như là những cái giao dịch tuy là giao dịch thật và đều đã được bán rồi, nhưng mà nó không có đúng cái loại của nhau ấy, mà lại bị gộp chung nhau rồi lại chia ra giá trung bình. Đấy, cái đâm ra là nó không có chính xác lắm ha. Ở Marvin.io thì mình để tham khảo chơi cho vui thôi, chứ không có dựa vào nó để định giá được nha các bạn ơi. Ok, Lickitung, Slugma, Machop, and Yuk, Hoopa. Giveaway code. Ok, pack tiếp theo, Giratina. Nhắc lại cho các bạn biết là cái mà chúng ta đang mong chờ ở series này. Ok, Giratina Alternate Art. Trời ơi, cái lá đó phải gọi là mà lem lắm các bạn ơi. Nó kiểu là cái artwork của nó trông phải gọi là rất là trừu tượng ha. Kiểu what? Polyrath. Hồi trước khi mà mới mở thẻ Pokemon á, mình bắt đầu với lại Sun and Moon Lost Thunder. Thì lúc đó một cái thẻ hiếm nhất mà các bạn có thể kéo ra được, đó là một thẻ Rainbow Rare. Ok, là hiếm lắm rồi, đỉnh cao rồi. Nhưng mà từ cái series Sword and Shield, để coi mình nhớ chính xác, hình như nó là Battle Style hay sao á, là bắt đầu Pokemon mới bring back và chính thức một cách bùng nổ luôn là một cái format đó là Alternate Art. Những cái thẻ có phiên bản art nó bay bổng, nó khác đi hơn so với bình thường. Và tất nhiên là cái độ hiếm của nó cũng khủng bố hơn. Oh! Enamorous V. Wow. Đây rồi. Pokemon Love Hate. Yêu ghét. Thì ra, từ lúc đó trở đi, nếu mà như các bạn hỏi là trong thẻ sưu tập Pokemon TCG thì cái loại thẻ nào gọi là hiếm nhất ấy, thì nó là cái dạng Alternate Art nha các bạn ơi. Cộng thêm một phần nữa, nó cũng sẽ tùy cái con nào nữa. Ok, pack tiếp theo. Vô nào. Chúng ta sẽ làm một cái Duck đi ha. Duck. Alright, không Duck luôn. Duck thôi. Thornton, Bronzong, Collect Experiment, Ducklet, Bipup. Những cái artwork mà chúng ta đã thấy rồi. Không gì mới. Clefable and Yoke. Politoed. Ok, đây là box thứ 3 của Lost Origin, 36 pack mà mình mở. Hai cái box trước mà mình mở, các bạn cái tỷ lệ kéo ra hit á rất là ok nha. Ok, hình như là một box đầu tiên mình mở là tới 19 hit. Ok, tuy là không phải là alternate khủng bố gì nhưng mà 19 hit. Cái box thứ 2 hôm bữa mình mới livestream mở thì nó đâu đó khoảng 14-15 hit gì đó. Nói chung là giá cũng rất là ok luôn. Box này, ok, này có rồi. Chưa gì là đã thấy 4 hit, cũng nói chung là cũng tạm ổn các bạn ạ. Chúng ta còn hơn nửa chặng đường về sau nữa mà. Let's go nào. Cho một ngọn lửa đi nè, ngọn lửa bùng cháy nè. Fighting, Lost City, Carbink, Komala, Horsea, Mawile, Solos, Banaco, Porygon, Ducklet, and oh wow, Raichu. Ok, đây là lần đầu tiên mình thấy cái thẻ này luôn. Và cũng là lần đầu tiên mà mình biết là có Raichu ở trong series này luôn chứ. Em này là tiến hóa từ Pikachu nha các bạn ơi. Nhưng mà là những con Pikachu khác á, không phải là Pikachu của Ash, nhân vật chính. Em đó nó là biểu tượng của cả một cái series rồi. Nó không chịu tiến hóa. Yeah. Vô nào. Alright, và chúng ta có Lỡ đi. Yes. Alright, let's go, let's leave. Relicon, Lost Vacuum, uy tín nào. Làm một pack lâu uy tín nào. Jinx, đoán chúng có thưởng nào. Hey, Miss Fortune Sister, lá này mình có Rainbow Rare rồi nha. And ở đằng sau là nặng cái đó các bạn, nặng. Ôi giời ơi. Thấy cái viền vàng này là thôi xong rồi. Alright, giveaway code. Wow, ok, 3 code đầu tiên. Còn 3 code nữa nha. Bạn nào có redeem được code thì nhớ comment ở bên dưới shout out nha. Mình redeem được code rồi anh cái tay ơi, kiểu để cho mình biết ấy. Pack tiếp theo nào. Code một bên. 3, 2, 4 and yo, tâm linh. Porygon 2, Black Arcutee, Carping, Porygon, Blablab, Blipbug, Finneon, Hisuian Jarur, Shalos. Wow.
Giờ mới nói là Poray ok nha. Đừng nói là kiểu bị quật đó các bạn. Giống như là nói mà không trộm vía gì hết trơn á. Đấy, 1, 2, 3, 4. Cho một cái grass nè. Metal, Luminion, Migrate Gate, Machoke, Machop, Pikachu, Cute, Phantom, Sudowoodo, Electrike, Lady. Hey, mình có cái lá này mà phiên bản Nhật nha các bạn. Hơn 60 đô luôn, siêu hot ở bên Nhật. Kiểu mấy ông Nhật rất là thích waifu. Get go nè, Light Score. Tiếp theo, không biết có nói với các bạn ở trên tradition chưa, nhưng mà cái Lost Origin này là cái series đầu tiên mà mình gần như là all in nha. Tổng cộng cả thể mình kéo em nó về tới 10 box lần mọi người ạ. 10 box nữa thì để xem sau 10 box thì cái tỷ lệ của nó sẽ như thế nào, mình sẽ chia sẻ cụ thể cho mọi người biết luôn nha. Carbink and oh, Delphox, no way, cái lá này có rồi, lá này mới kéo được hôm livestream lần trước luôn, kéo lửa nha. Delphox V. Để chung mấy MV ở đây đi. Okay. À không, những em highlight với lần trước chứ. Theo như thông tin ở trên trang tcgplayer.com ấy, thì cái tỷ lệ mà họ đã kéo 8.000 pack, cái tỷ lệ để mà ra được em Giratina Alternate Art, nó là 1/720 hay sao á, hay 760 gì đó mình không nhớ rõ. Nhưng mà yeah, có nghĩa là trong 8.000 pack đó, cứ 720 pack là họ kéo ra được một lá đó. Rồi, còn chúng ta sao đây? 10 box là 360 pack đúng không? Đã được bao nhiêu? Ôi, cái lá này Ariados nhìn hơi bị ngầu luôn á nha. Wow, lần đầu tiên thấy. Ok. Yup, Snorlax Holo Rare. Alright. Tiếp luôn. Chúng ta đẩy nhanh tiến độ một xíu nha các bạn. Metal Dark Rock Phone, chiếc phone huyền thoại của đấng sáng tạo. Miss Fortune Sister, Macrow, Horsey, Mawile, Shalos, Pinnacle, Lost Vacuum, chiếc máy hút bụi. Rotom V, Rotom V, phiên bản V thôi, chứ không phải là phiên bản Alternate Art. Alternate Art của em này nó cũng nằm trong top 5 thẻ hot nhất của series này các bạn. Nước nè, không nước luôn, cỏ luôn. Chúng ta có cây gì đây? Cây táo, cây mận, cây ổi, cây xoài, hay là cây sầu riêng. Sầu riêng rồi các bạn ạ. Ê, quên, nãy giờ dồn code hơi bị nhiều rồi. Electric Komala, Toolbox, Hirayama, Gligar, Love This, Electrike, Wumpole, Rhyhorn, Snorlax. Chúng ta có một lá Trainer Gallery của Snorlax rồi các bạn ơi. Lá này so cute, cũng khá là hot. Và đây là lá thứ hai mà mình đã kéo ra được rồi. Ok, yeah, không sao, cũng không đến nỗi nào. Coi đằng sau coi, double hit hay không. Yup. Oh, xém. Tính ra nếu như mà ai mua được cái box này là box đầu tiên là cũng ổn hết nha mọi người. Hai lá Trainer Gallery mà gọi là hot thuộc top 5 luôn á, top 3 luôn á, giỡn đâu. Mọi người biết cái lá Trainer Gallery mà hot nhất, gọi là giá trị nhất trên thị trường chợ nổi luôn á, là gì không? Là lá Pikachu VMAX. Em Pikachu siêu to khổng lồ, đứng đằng trước là có Ash Trainer của mình luôn. Fire. Lá đó hình như là 50 mấy đô, da lần cuối mình check á. Snover, Jinx, Inkay, Squavet. Wow, double hit, double hit. Yo, Mimikyu. Ôi, ủa sao tự nhiên cái tới giữa nồi cái nước lạc nhách này các bạn ạ. Lạc nhách, lạc nhơ luôn, không miếng gia vị nào, để mình nêm nếm lại coi nè. Come on, đi cục dây. Chưa có xuất hiện của Rainbow Rare luôn nha. Quay lại một lần nữa, mình lại quên đưa code ra rồi. Tâm linh, Rosary. Sau phát này nha, sau phát này là một lạc code nha mọi người. Banaco, Gurumi, Ronzor, Spectrier. Ok, em ngựa của Shadow Colerex. And yep. Thêm em bò mộng nữa, nguyên trang trại đi ra luôn. Rồi đây các bạn ơi, liên hoàn code nha. Let's go, mình sẽ đưa từng code. Tèn 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 bà ra búm bà ra bín bà ra bông tóc bà rỉnh có ra bút ao là bếp bà ra bọc bà rịp
hiệu ứng sound effect sometime cho nó bằng miệng cho lẹ. Nãy giờ mình để ý là mình mở ra được cái em dịch này hơi bị nhiều nha, kiểu là đầu phát ôi 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 ôi. ok từ thấy lọ rồi mọi người ạ, thấy lọ rồi, vô tình rồi. Cái texture đó nó sẽ là một lá rainbow for real luôn. Ok, nó là một lá rainbow. Ok, bây giờ rainbow gì đây nè, thấy rồi rainbow gì đây nè, từ mọi người. Đấy. Rainbow rare rồi nha. Please, best nhất có thể là rainbow rare Giratina. Được không? Please. Đừng là một lá trainer nữa. Come on, trainer có hai lá rồi. Đây nè, ông Volo với lại ba chị em này rồi. Come on. Yo, đừng ra chữ T nha. Zoom gần lại xíu cho mọi người coi nè. Trainer, no. Oh my, rồi xong luôn mọi người ạ. Thấy rồi, trainer rồi. Trời ơi, cày tê à. Ôi trời, ở đâu ra vậy? Trời ơi, con cá nhà ai? Thornton, ông Thornton, ở đâu ra vậy? Con cá nhà ai? Nhìn mặt non kiệt, đi về đi. Lại đây, trời, chiếm slot của các anh. Cày tê luôn ấy. Không, nhưng mà được cái là cái texture ở cái background em này nó rất là đẹp nha mọi người, mình khá là thích ha. Nó kiểu như là cái mạch điện tử gì đó, mọi người thấy không? Nè, nhìn góc này là hoàn toàn không thấy cái background đằng sau nè mọi người thấy không? Đó, thấy nó nhuyễn không à? Nghiêng xíu nè. Nghiêng xíu các bạn sẽ thấy cái mạch điện tử ha. Đó, ảo diệu chưa? Ảo chưa? Đấy. Đây là cái kỹ thuật in rất là phức tạp của thẻ Pokemon Real nha. Thẻ phát là không bao giờ có được cái hiệu ứng đó luôn. Thầy với các bạn, bởi vì để mà giả được cái hiệu ứng đó luôn á thì thôi mấy ông làm thẻ fake cái đi xin vô làm thẻ thật cho hãng Pokemon luôn cho rồi đi. Ok, thì dẫu sao nó vẫn là một lá rainbow rare, mình sẽ cho vào một cái mini snap. Rồi nào, đây đó. Rồi thôi thì an ủi á thì đã cũng còn may đấy các bạn, cũng còn may là nó không bị trùng đi ha. 3 box được 3 rainbow rare trainer hết. I'm fine. Okay. Coi nào, còn một slot nữa, còn một slot cho alternate art nữa. Please ra đi, ra đi, an ủi xí xá hết mọi hiềm khích. Cao electric nè, là bộ mặt snow, Rhydon, Colamala, Litleo, miếng phở, Solos, Gastly, Spiritomb, yep, Banette. Hai ba bốn, ok, chúng ta có một lá V-Star, yep, V-Star, Rylee, Gloom, Fortima, Meditate, Shellos. Có cảm giác là pack này sẽ có một cái gì đó. Không hiểu sao nữa, mình có cảm giác khá là mạnh mẽ. Giúp, cảm giác sai rồi. Cảm giác lại nè, xem nào. Mình lại có cảm giác nữa mọi người ạ. Biết các bạn sao, thấy không? 1, 2, 3, 4, Brrrr, Fighting, Gastrodon, Arcphone, Medicham, Lickitung, Slugma, Clefairy, Ipom, Spinarak. Cho cảm giác cái nào, uy tín nào. Nặng nè. Ôi, có hàng, giúp. Có một chữ V mà cái nó có vân các bạn ạ. Như vậy là từ kiểu là từ full art trở lên, ok, mà nó không phải là trainer, sure luôn. Yo, oh my gosh. Hit lớn à. Vô nha, chuẩn bị nha. 3 2 1. Wait what? Hold on. Oh, xém rồi các bạn ơi. Cái này nó là Rotom V full art. Có chút xíu nữa thôi mà cũng không ráng để mà alternate art giùm cái. Thôi, ok, cũng được. Chung lá này ok, thích. Trước khi bỏ vào sleeve cho các bạn xem nè. Đấy, close up. Wow, rất là đẹp luôn nha. Rất là thích cái background. Có những cái kiểu như là cái hoa văn nó tròn. Mà máy móc này nọ, điện tử gì đó. Của em, cái em Rotom này. Fun fact cho các bạn biết là em Rotom này em có thể biến hình thành nói chung là mọi thứ nha.
máy giặt, rồi máy sấy, bla bla bla, TV, tủ lạnh gì đó. Ok. Đây nha các bạn, đây là phiên bản Rotom V bình thường, còn đây là Rotom V Full Art. Thì cái khác nhau đó là thứ nhất là nó có cái vân, rồi cái artwork, cái độ lấp lánh nó khác, viền này nọ nó đẹp hơn. Nhưng mà cơ bản thì hai em này ở trong một trận đấu thì nó cũng là hai lá giống y chang nhau, bởi vì nó y chang cái tên, rồi nó y chang những cái chiêu thức này nọ, không khác gì hết, chỉ là nó đẹp hơn thôi. Ok, đẳng cấp hơn thôi. Đôi khi chúng ta cũng nên có một sự hài lòng nhất định, miễn sao là nó đừng có bị trùng được rồi các bạn. Có thẻ mới là mừng rồi. Ok. Oh nè. Fighting. I scan. Hy vọng là nước cuối nồi mặn mà nha. Đậm đà khó quên nha. Horsey. Wow. Wow, vừa mới nói luôn. Ok. Radiant Hisuian Sneasler. Radiant. Radiant Rare. Alright. Alright. Yup. Oh, Pyroar. Cũng được đi. Cũng gọi là hết đi. Đây, cho em này đứng trên đầu này luôn. Tiếp. Chúng ta còn tầm 8 phát nữa. 7 hay 8 gì đó. Cho một cái fighting nhẹ nè. Quả đấm. Fire. Fire chứ không phải là fighting. Seal matchup. Pikachu, Phantom, Sudowoodo, Mawile. Wow. Ok. Rớt luôn. Đâu, nên xem nào. Ôi, cũng còn nhiều chứ nhỉ. 2, 4, 6, 7. Ok, 7 pack. 7 pack cuối. Mình sẽ lựa ra những pack nào. Con Giratina đi. Con Giratina nè. Get go. 7 pack cuối. Magic. Yellow. Correct Experiment. Silcoon. Cũng không có. Mấy cái artwork này nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà khá dễ thương. Yo, no way. Trong cùng một pack á. Ê wait, ý là trong cùng một box á. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra phải không mọi người? Hình như là mình nhớ mang máng là có xảy ra một lần rồi, nhưng mà nó rất là hiếm. Kiểu là hai cái thẻ hit giống y chang nhau ở trong một cái box 36 như thế này. Wow, wow. Hello, Drapion V. Ok, những cái trường hợp như thế này thì mình hay gọi là hit đó mọi người. Nó không phải là hẳn là hit, mà nó cũng không phải là hẳn là nịt. Nó ở giữa, nó là hit. Cái này kiểu giống như là ra cho đủ số lượng hay là gì á. Đó nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó, ok, 10 thì ra theo kỹ thuật là 12 hit rồi. Chạy KPI mọi người à, cái bóng này nó chạy KPI. Nó không có hoàn thành cái công việc một cách có tâm nhất có thể mà nó chạy KPI cho đủ số thôi. Alright, let's go. Metal, Panic Mask, Seedra, Rhydon, Vasculin, Phantom, Makuhita, Electrite, Macro, Orbeetle. Ok. Và pack thứ 6, kế cuối Magic. Yuk, không Magic. Come on nè, bây giờ mình sẽ không nói một gì cả. Mình sẽ không nói cái gì cả cho đến khi có hết tiếp theo nha. Vô. Tâm linh. Quên, không nói gì mà. Sao không nói gì mà mình cứ nói liên tục vậy rồi sao hiệu quả được. Growlithe. Yep. Thôi giveaway code cái đi nha các bạn. Vô. Rắm. Ring. To long. Pakarim. Ching ching. Wujud. Hiếp hiếp. Hộp rách. Kuchin. Alright, ladies and gentlemen. Chúng ta còn 4 phát nữa. Quên, mình sẽ mở phát này cuối. Liệu rằng còn cái gì bùng nổ xảy ra nữa hay không? Các bạn hãy cùng đón xem. Ngay bây giờ. Bắt đầu từ bây giờ thì mình sẽ không cắt nữa nha. Sẽ để cho những cảm xúc chân thật nhất. Những bất ngờ tuyệt vời nhất xảy đến. Lại nè. Còn nước còn tát. Ok. Đây, có một là V-Star. Go. Cascoon. Ibipom. Bulma Snow. Hisuian Golith. Lickitung. Slugma. Clefairy. Ibipom.
Dewgong. Oh my gosh. Thật sự luôn ấy. Thật sự luôn là cái box này nó chạy KPI rồi. Nó chạy KPI. Ok, đủ số rồi đó. 15 hit. Đủ số rồi em ơi. Giờ cho một cái highlight đi nào. Hai pack cuối ha. Giratina, các bạn chọn bên nào đây? Giratina trái hay là Giratina phải đây? Mở cái phải trước nha. Pack cái cuối Magic. Vô nào, vô nào. Hello, nước. Ok, như thường lệ thì chúng ta sẽ có nước gì đây? Nước thường, nước mía, nước suối, nước cống hay là nước thánh này? Hello. Yup. Wow. Nước cống luôn. Vâng thưa các bạn, và đây sẽ là kết quả cuối cùng. Một cái hy vọng cuối cùng cho cái box thứ 3 của Lost Origin trong hành trình sưu tập thẻ Pokemon TCG của mình. Để xem có Magic hay không. Fire, Roserade, Hisuian Sligoo, Sligoo gì đó, Electric, Shuppet, Wurmple, Tynamo, Seedot, Horsea, Rhydon, and RIP. Vâng thưa các bạn, và như vậy thì với box thứ 3 của Lost Origin này thì chúng ta đã gặt hái được những thành quả như sau. Đó là 5 thẻ V, trong đó chỉ có đúng một em Enamorus này là mới thôi. 4 em này mình đã mở ra được rồi. Tiếp theo thì một trường hợp cũng khá là hy hữu, đó là hai lá Trainer Gallery Snorlax trong cùng một box 36. Tiếp đến là hai lá Radiant, hai lá này bởi vì mình đã có đủ bộ rồi cho nên nó cũng là bị trùng. Tiếp theo sau là một số những cái hit cũng rất là ok và xịn sò. Lần đầu tiên mình kéo ra được luôn Rotom V Full Art, một lá Full Art Trainer Ice Scan, một lá Trainer Gallery Charizard rất đặc biệt, và thêm một lần nữa sự xuất hiện của một lá Trainer Rainbow Rare Throton. Alright, ý quên còn 4 code chưa giveaway cho các bạn nè. Đấy. Ok nha. Và như nãy mình đã nói với bạn rồi, hành trình với Sword and Shield Lost Origin của mình chưa có dừng lại đây đâu nha các bạn. Xin gặp lại các bạn ở trong những lần mở box lần sau ở trên kênh Hành Trình Pokemon. Mình sẽ mở live, có thể là sẽ hít một hơi chơi một buổi live lớn, mở hai box luôn, 72 pack luôn. Các bạn thấy sao? Có quan tâm thì nhớ qua subscribe kênh đó nha. Livestream vào mỗi tối thứ bảy 10 giờ. Không bao giờ trễ stream hay là bùng stream, chỉ có những lần nào trễ hoặc là bùng thì cái đó mình không tính thôi nha. Uy tín mà. Ok, còn bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh Kate một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Kate sẽ trở lại trong những video thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.